Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Mavis Channel. Mà rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn. Và ngày hôm nay Mai sẽ chia sẻ với tất cả các bạn về bí quyết làm đẹp. Là vẻ đẹp tự nhiên luôn được tôn vinh hàng đầu. Chính vì điều đó là việc chăm sóc da mỗi ngày là cái điều vô cùng cần thiết. Thế nhưng không phải ai cũng biết cách chăm sóc da hoặc chăm sóc da như thế nào là đúng cách để làn da của chúng ta luôn tươi trẻ và khỏe đẹp. Ngày hôm nay Mai sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn các bước chăm sóc da cơ bản tại nhà để các bạn có thể hiểu hơn về nỗi lòng làn da của chính mình. Bản thân là con gái, việc quan trọng là phải xinh. Thế nhưng Mai lại không quan tâm và chăm sóc đến cái làn da của mình. Suốt 12 năm đi học, Mai luôn phơi da mình ở dưới cái ánh nắng chói chang và gay gắt. Và cái kết nhận lại được là làn da tổn thương, là đen sạm, cháy nắng và khô rát. Cũng chính vì thiếu hiểu biết về da, cho nên là Mai không biết được cái tầm quan trọng là cái việc chăm sóc và bảo vệ da như thế nào. Ỷ y vào việc ba mẹ sinh mình ra da tự nhiên đẹp, và Mai tự tin phơi da giữa nắng, gió và khói bụi. Không những là không bảo vệ da mà Mai cũng không chăm sóc da của mình luôn. Và cũng chẳng có ý định là mình phải sử dụng mỹ phẩm. Vì Mai nghĩ rằng là mỹ phẩm là dành cho những cái cô gái điệu đà nè, và những cái cô gái đòi hỏi, đua đòi làm đẹp. Thì Mai lại không có ý định là sử dụng mỹ phẩm. Và cứ như vậy những cái ngày tiếp tục trôi qua, thì một ngày đẹp trời, làn da của Mai rơi vào nguy kịch. Và lúc đó là Mai không tin vào mắt mình luôn. Làn da mình không được vệ sinh kỹ nè, không tẩy trang kỹ nè, rồi nhờn, bã nhờn tích tụ vào da gây bít tắc lỗ chân lông. Và nó phát sinh mụn ra, gây viêm, nhiễm, lỗ chân lông to. Và khi mà mình nhìn vào nó rất là xấu, gương mặt mình cực kỳ xấu luôn. Và Mai không hề tin vào mắt của mình luôn. Và lúc đó rất là sốc. Và lúc đó mình cũng chẳng muốn gặp ai hết, chỉ lo chạy đi để tìm cách mà cứu chữa, điều trị. Nó phải trải qua rất là nhiều giai đoạn và rất là mất thời gian của mình. Sau khi tốn rất là nhiều thời gian và tiền bạc để chạy chữa lo cho làn da của mình hồi phục lại, thì Mai nhận thấy rằng cái việc bảo vệ và chăm sóc da là vô cùng quan trọng. Chính vì lý do đó mà Mai tin chắc rằng ở ngoài kia có rất là nhiều chị em phụ nữ đã và đang bỏ bê làn da của mình. Ngày hôm nay Mai muốn gửi thông điệp đến cho tất cả các chị em là hãy phòng bệnh hơn chữa bệnh. Đừng để thiếu hiểu biết mà gây ra những cái hậu quả khó lường, và chúng ta phải trả những giá rất đắt. Cũng như cây xanh hay cơ thể của chúng ta cần được tưới bón và cho ăn mỗi ngày, thì làn da của chúng ta vẫn thế. Làn da phải được chăm sóc mỗi ngày 2 lần, sáng và tối. Theo thường lệ, một cái điều vô cùng quan trọng mà chúng ta thường hay bỏ qua và mọi người thường không biết hoặc là quên đi, đó chính là bước tẩy trang. Các bạn nghĩ rằng là chúng ta phải make up thật là nhiều thì chúng ta mới cần đến tẩy trang, nhưng mà đó không phải. Mỗi ngày chúng ta bước ra đường, chúng ta tiếp xúc với bụi, nắng và gió, thì cái làn da của chúng ta đã bị bụi bẩn bám vào. Cho nên cái việc tẩy trang mỗi tối là cái điều vô cùng quan trọng. Và cái bước vô cùng quen thuộc là bước sữa rửa mặt mà chúng ta vẫn dùng hàng ngày. Thì bước sữa rửa mặt này các bạn nên dùng 2 lần mỗi ngày, sáng và tối. Và mọi người nên chú ý là hãy chọn cho mình loại sữa rửa mặt nào có độ pH vừa phải, dịu, nhẹ da để chúng ta có thể sử dụng. Và một cái bước mà chúng ta cần nên bổ sung vào mỗi tuần, đó chính là bước tẩy tế bào chết. Mỗi tuần chúng ta nên tẩy tế bào chết 2 lần để đẩy đi những cái làn da chết của chúng ta nè, và cho cái làn da của chúng ta phục hồi mới, tái tạo mới để nó có thể tiếp nhận những cái sản phẩm tốt hơn và hiệu quả hơn. Và một bước tiếp theo vô cùng quan trọng mà chúng ta thường bỏ quên, đó chính là bước sử dụng toner. Đây là bước làm sạch sâu cái làn da của mình và cân bằng độ pH cho da, giúp cho da có thể tiếp nhận được những cái sản phẩm tiếp theo tốt hơn cho cái làn da của mình. Tiếp theo là các bạn hãy lựa chọn cho mình một cái loại serum dưỡng trắng da hoặc là một cái loại serum điều trị cho cái làn da hiện tại của các bạn, để
cung cấp cái độ ẩm và cái dưỡng chất cho làn da. Đối với những cái buổi sáng nắng nóng như vậy thì mọi người đừng quên sử dụng sản phẩm kem chống nắng để bảo vệ cho làn da của mình nha. Và khi đêm về thì đương nhiên chúng ta phải sử dụng kem ban đêm để chống lão hóa và phục hồi làn da của mình. Và bước sử dụng mặt nạ là cái bước vô cùng quan trọng mà mọi người đừng quên nhé. Đây là bước cung cấp độ ẩm cho da nè, giúp cho da căng trẻ và sáng lên. Thì mọi người nên sử dụng mặt nạ 2 lần mỗi tuần nha. Đó là 5 bước cơ bản mà làn da của chúng ta cần được chăm sóc mỗi ngày, kể cả nam lẫn nữ. Đừng quên 5 bước này nhé. Hy vọng là những chia sẻ của Mai có thể giúp cho tất cả các bạn có thể thấu hiểu được làn da của mình và hiểu được cái quy trình chăm sóc da để có một cái làn da đẹp. Và những video tiếp theo Mai sẽ chia sẻ cho các bạn cách thức sử dụng sản phẩm cũng giống như là chọn lựa được cái sản phẩm phù hợp với làn da của các bạn. Chúc các bạn có được làn da đẹp và đừng quên bấm đăng ký nút follow của kênh YouTube Mavis để theo dõi những video tiếp theo. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Xin chào! Xin. Bản thân là con gái. Rồi, 2, 3, Diễn.